Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tử vi số mệnh. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe về tử vi chọn đời cho nam mạng, tuổi Tân Mão, người sinh năm 1951 và 2011. Mệnh Mộc, giải nghĩa là gỗ tùng bách. Số gia nan lắm dãi dầu. Bởi sinh lỗi số khẩn cầu ơn trên. Hạ thu lo lắng khôn lường. Hưu tù xung khắc ví trưng lỗi mùa. Lỗi sinh mà đặng làm vua. Bị giặc vây khốn chịu thua hàng đầu nhưng nhờ số tuổi hiền lành, nhờ trời Phật độ ngày nay mới còn. Nhân nghĩa phước đức giữ tròn, tham tài ở ác chẳng còn chẳng sai. Vô duyên với kẻ thân nhân, anh em như thể người xưa láng giềng. Số này tiền vận khác xa, đến khi vận cuối nghiệp nhà mới nên. Cuộc sống, tân mão số sung sướng, cuộc đời ít thay đổi và có triển vọng tốt đẹp trong tương lai, sống rất sung túc trong khoảng thời gian từ 27 sắp lên. Tuy nhiên dưới số tuổi 27 cũng có nhiều lao đao lắm, sự sống hay còn có nhiều vấp ngã và đau buồn, việc thi cử, làm ăn hay mưu định cho cuộc sống ít thấy có triển vọng thành công. Nhưng riêng về thi cử, bắt đầu từ 18 đến 21 có nhiều hay đẹp thành công đôi chút về vấn đề này. Cuộc đời tuổi nhỏ có lắm buồn phiền nhưng vào khoảng tuổi trung bình thì sung sướng, tuy không giàu sang, nhưng đời sống có nhiều sung túc và đã phát triển mạnh. Tóm lại, tuổi tân mão, tuổi nhỏ không được đầy đủ, nhiều lo nghĩ, đau buồn, nhưng ở vào khoảng 27 trở lên thì khá đẹp, làm ăn, công danh có nhiều cơ hội phát triển mạnh. Tuổi Tân Mão khá hay rất nhiều triển vọng về trung vận và hậu vận. Công danh có nhiều cơ hội phát triển mạnh VA trung vận, nhưng lại có nhiều đau buồn về tình duyên. Danh vọng nhiều biến đổi suốt cuộc đời. Tuổi Tân Mão hưởng thọ trung bình từ 56 đến 63 tuổi, nhưng làm phước thì thì tăng thêm niên kỷ. Tình duyên. Về vấn đề tình duyên, trong đời bạn lại cũng có nhiều khe khắt lắm hay đổ vỡ và nhiều đau buồn về vấn đề này. Sự thay đổi và Việc đổ vỡ hay thường xảy ra vào lúc tuổi nhỏ, cũng có thể cũng bị cảnh biệt ly hay gãy gánh nửa đường vào tuổi trung bình, nghĩa là vào khoảng tuổi 28 hay 29. Tình duyên hôn nhân luôn không đem lại những thành công theo sự mong muốn của cuộc đời. Như một hình bóng đi qua và cuộc đời đối với tình duyên như đen tối. Số tuổi bạn có nhiều thương đau về vấn đề này. Bạn nên cẩn thận và suy xét kỹ càng trước khi bước vào con đường của tình ân ái. Lựa chọn và quyết định có một suy xét và ý muốn rõ rệt. Đừng nhắm mắt hay cuồng vọng mà phải đổ vỡ làm cho cuộc đời mang lấy thương đau. Tuy vậy, bạn cũng nên biết qua xem cuộc đời bạn có nhiều thay đổi về tình duyên hay không và sau đây là bản nhận xét cuộc đời bạn trải qua những thay đổi hay không thay đổi về vấn đề này. Nên nhớ, sự thay đổi tình duyên là một lẽ và sự đau khổ về tình duyên là một lẽ khác. Nếu bạn sinh vào những tháng này thì trong cuộc đời bạn sẽ có tối thiểu là 3 lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sinh nhằm vào tháng 5. 7 và 11 âm lịch. Nếu bạn sinh vào những tháng này bạn sẽ có hai lần thay đổi tình duyên, đó là bạn sinh vào những tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch. Và nếu bạn sinh vào những tháng này bạn được sự trung thủy hơn và không có vấn đề thay đổi tình duyên, đó là những tháng 2, 9 và 10 âm lịch. Bản nhận xét về tháng sinh để quyết định về sự thay đổi tình duyên rất chiêm nghiệm. Bạn nên xem mình sinh vào tháng nào để mà hiểu biết cuộc đời. Gia đạo, công danh. Công danh có nhiều triển vọng tốt đẹp trong tương lai sự học vấn và vấn đề phát triển công danh sẽ có nhiều cơ hội làm cho bạn tiến lên đến mức độ cao của cuộc sống. Cho nên đối với vấn đề này, bạn nên vững tin và sẽ có nhiều kết quả khả quan trong những ngày và năm tới tuổi trưởng thành. Về gia đạo ở vào tuổi 20 thì có nhiều đau xót hơn, bạn cũng nên theo số phận mà đừng nền bi quan trước sự đau buồn của gia đạo. Số mồ côi và những năm mà bạn ở vào số tuổi khoảng 15 đến 20. Tuy vậy cuộc sống vẫn ở mức độ trung bình, mức độ công danh cũng vừa lên cao vào khoảng tuổi trên 25. Vậy bạn nên an ủi mình bằng con đường công danh hơn là nguồn an ủi của gia đạo bạn. Tóm lại về gia đạo thì có nhiều đau xót, nhưng đổi lại sự dạng dỡ về công danh. Sự nghiệp của bạn phát triển rất mạnh mẽ vào tuổi 31, nhưng ở vào khoảng tuổi này cũng có nhiều thất bại chua cay lắm. Sự phát triển Sự nghiệp đi song song với sự phát triển công danh. Hãy cẩn thận và dè dặt trong lớp tuổi 31, đừng quá lạc quan về sự thành công cấp thời và cũng không nên quá bi quan tước những thất bại não nề. Dè dặt cẩn thận và sáng suốt để đem cuộc đời vào ánh sáng của vinh quang. Tiền tài cũng điều hòa và có thể vô nhiều vào tuổi đó. Tuy nhiên, bạn cũng không nắm giữ được lâu bền vì trở ngại công danh và nghề nghiệp. Nhưng sự thành công về sự nghiệp và tiền tài rất chắc chắn và bền vững phải ở vào số tuổi 39. Cũng bắt đầu từ đó bạn rất vững vàng và tọa cho cuộc đời tràn đầy hy vọng cho tất cả công danh, sự nghiệp lẫn tiền tài. Những tuổi hợp làm ăn Trong cuộc sống muốn phát triển sự nghiệp, công danh lẫn tiền bạc, bạn phải nên hợp tác làm ăn với những tuổi hợp tuổi bạn, công việc phát triển làm ăn mới được lâu bền và đem lại nhiều thắng lợi cho cuộc sống. Dù rằng số tuổi có nhiều triển vọng mà bạn lại kết hợp với những tuổi không hợp, bạn cũng phải bị giảm lên nhiều thất bại. Vậy muốn cho cuộc sống và sự làm ăn sẽ mang lại nhiều thắng lợi vẻ vang thì nên lựa những tuổi này mà hợp tác làm ăn thì không sợ bị thất bại mà trái lại luôn luôn nắm lấy thành công. Đó là những tuổi Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, những tuổi này rất hợp với tuổi bạn vậy bạn nên cần hợp tác với những tuổi này thì sẽ mang lại nhiều thắng lợi. Lựa chọn vợ, chồng Trong cuộc sống hay cuộc đời đôi khi lớn lên, tức là đến tuổi trưởng thành, việc lương duyên hay sợ kết hợp vợ chồng cũng là một vấn đề rất tối cần và quan trọng cho cuộc đời. Cuộc sống có DUOC đầy đủ, công danh và sự nghiệp có phát triển lên cao hay không cũng do sự trùng hợp với tuổi vợ chồng. Đặt trường hợp mà hai tuổi vợ chồng quá xung khắc làm cho sự phát triển công danh và sự nghiệp lẫn tiền tài đều bị ngưng trệ hay có thể bị tắc nghẹn mà không bao giờ phát triển nổi. Có khi tuổi của cá nhân bạn rất tốt mà tuổi người vợ lại quá xấu lại bị xung khắc nặng nề, cũng bị ngừng trệ sự phát triển công danh và sự nghiệp, tiền bạc tạo ra rất khó khăn và thường lâm và tình. Trạng nghèo túng và cực khổ Nên trong sự chọn bạn để kết hợp vợ chồng, bạn nên lựa những tuổi hợp với tuổi bạn mà kết duyên thì mang nhiều thắng lợi cho cuộc đời. Trong sự chọn lựa, bạn nên kết diện với những tuổi này, Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Đinh Hợi. Bạn kết duyên với tuổi Tân Mão, tuổi này làm bạn mau phát triển về tài lộc nhưng đường công danh không được lên cao, con cái đông đảo. Kết duyên với tuổi Quý Tỵ, bạn kết duyên với tuổi này tài lộc và công danh đầy đủ, có thể giàu sang, con cái đầy đủ, tuổi này rất tốt. Bạn kết duyên với tuổi Giáp Ngọ và Đinh Dậu, bạn kết duyên với hai tuổi này chỉ giàu sang, phát triển về đường tài lộc, con cái đầy đủ về danh vọng ở trong mức độ bình thường. Bạn kết duyên với hai tuổi kỷ hợi và đinh hợi. Với hai tuổi này bạn sẽ sống một cuộc đời tràn đầy hạnh phúc, đầy đủ danh vọng lẫn tiền tài nhưng con cái ít ỏi vừa đủ nuôi, có thể chỉ có một hai đứa là tối đa. Vậy nên tùy ý bạn mà lựa chọn những tuổi trên đây mà kết duyên cho hợp với tuổi bạn để có thể phát đạt và vinh hiển cuộc đời. Bạn kết duyên với những tuổi sau đây, bạn chỉ hưởng được một cuộc sống trung bình. Tất cả mọi vấn đề có liên quan đến đời sống để có thể chỉ phát triển từ từ không nên cao và cũng không xuống thấp, nghĩa là cuộc sống về công danh, sự nghiệp lẫn tài lộc chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi, đó là bạn kết duyên với những tuổi, bính thân, canh dần. Hai tuổi này chỉ hợp về đường công danh sự nghiệp mà không hợp về đường tài lộc. Có nhiều khi trong sự kết hợp lương duyên, bạn gặp những tuổi chỉ hợp về đường lương duyên mà không hợp về đường tài lộc, công danh, bạn phải sống với cuộc đời nghèo túng và ở trong một thảm trạng bần hàn, công việc làm ăn không được phát triển, sự làm ăn khó khăn, không tạo được sự vinh quang cho cuộc sống, đó là bạn kết hôn với những tuổi này, mậu tuất, giáp thìn, ất dậu. Những tuổi này ở với nhau hay xung khắc, việc làm ăn và phát triển công danh không tiến triển khả quan. Có nhiều khi tuổi cá nhân bạn rất tốt mà trái lại năm hạn quá xấu, gặp nhằm năm có sao hạn không tốt hát khắc kỵ cho tuổi T1C hợp lương duyên. Nếu bạn không tránh được những năm này, thì sự làm ăn và vấn đề lương duyên gặp nhiều khó khăn, đó là những năm mà bạn không nên cưới vợ hay hợp tác lương duyên những năm mà bạn ở vào tuổi 18, 22, 24, 30, 34 và 42 tuổi. Những năm bạn ở vào số tuổi này rất sung khắc cho sự hiệp hôn, ra sung khắc và khó thành công thì sau đó phải chịu cảnh xa vắng phòng không vậy. Việc hôn nhân và hạnh phúc cũng tùy theo ngày sinh, tháng đẻ, có khi bạn sinh vào những tháng mà cuộc đời đối với lương duyên, hạnh phúc phải qua nhiều lần thay đổi hay trong cuộc đời có nhiều vợ. Đó là bạn sinh vào những tháng được kể ra đây, 3, 4, 5, 6, 7, 11 và 12 âm lịch, bạn sinh vào những tháng này có số đào hoa hay phải khổ tâm nhiều về tình duyên của bạn. Những tuổi đại kỵ Những tuổi sau đây rất đại kỵ trong cuộc đời bạn. Nếu cần kết hợp tình duyên thì bạn nên tránh xa hay dứt khoát tư tưởng khi phạm nhầm vào những tuổi này. Vì lẽ bạn kết duyên sẽ xảy ra cảnh biệt ly hay tuyệt mạng, số kiếp phải gãy gánh nửa đường, không bao giờ ăn ở với nhau được trọng đời. Đó là những tuổi rất khắc kỵ với tuổi bạn gồm các tuổi, ất mùi, canh tí, tân sửu, đinh mùi, kỳ sửu, mậu tý và quý mùi. Bạn nên tránh những tuổi này thì tốt hơn, không nên kết hợp lương duyên và cả sự hợp tác làm ăn phát triển cơ nghiệp cũng vậy. Nếu tình duyên mà gặp tuổi đại kỵ, không nên làm đám cưới, rất kỵ mâm trầu, chỉ có thể kết duyên âm thầm. Người con gái không nên quá đòi hỏi, trái lại phải từ mình đi đến nhà chồng mà ăn ở, không có đón rước linh đình. Nếu về làm ăn, hùn hợp, gặp tuổi đại kỵ có nói ở trên thì phải cúng sao hạn cho đúng ngày tháng và hoa quả đầy đủ xem phương hướng cho chính xác mà van vái nếu gặp tuổi đại kỵ con cái gia tộc thì nên ăn ở hiền lành cầu trời khẩn phật nếu tin chúa thì cầu nguyện bạn sẽ được giải trừ những năm khó khăn nhất trong cuộc sống luôn luôn không bao giờ có đi được một con đường suôn sẻ luôn luôn hay gao những khó khăn trở ngại trong cuộc đời nếu không biết được để mà tránh hay có nhiều tự ái thì cuộc đời sẽ không tránh khỏi vấp ngã còn khi phải chịu thiệt thòi mất hết danh dự làm người và quyền sống của có nhân nữa những năm mà bạn gặp nhiều khó khăn trở ngại nhất, đó là những năm mà bạn ở vào số tuổi 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi. Chẳng những bạn không thành công trong sự kết hợp tình duyên mà còn nhiều trở ngại trong cuộc đời. Nên xét trường hợp của mình vào những năm ở vào số tuổi này mà dẹp bọ tự ái và nhẫn nại, nhịn nhục cho qua khỏi. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu bạn cần trong công việc làm ăn giao dịch, có những thuận tiện, mang nhiều kết quả, khỏi sợ bị thất bại, luôn luôn bạn phải nhớ ngày, giờ và tháng xuất hành cho phù hợp với tuổi bạn, tuổi tân mão hợp vào những giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn. Sự xuất hành làm ăn, hùn hợp bạn xuất hành đúng với giờ khác và tháng, ngày như trên bạn sẽ không bao giờ gặp sự thất bại trong cuộc đời. Những diễn tiến từng năm Từ 18 đến 20 tuổi, khoảng thời gian từ 18 đến 19 tuổi trong đời bạn có hai việc thành công đó là về công danh và vấn đề ái ân hạnh phúc. Tuy nhiên tuổi 18 khó thành công, qua khoảng 19 tuổi mới có nhiều may mắn hơn, vào khoảng thời gian 20 tuổi bạn sẽ thành công một lần nữa, đó là vấn đề tài lộc. Tóm lại, vào tuổi 18, 19 và 20 bạn có đủ 3 lần thành công về công danh, tình duyên lẫn tài lộc, nhưng lại gặp hoạn nạn vào những tháng 7 và 8, năm bạn ở vào tuổi 18. Từ 21 đến 24 tuổi, tuổi 21 có chút đau buồn về số phận, gia đình, nhưng đường công danh có cơ hội phát triển mạnh. Tuổi 22, gia đình lại trở lại yên vui. Công danh ở trong mức độ tiến triển, tình duyên lại có nhiều khe khắt đau buồn qua 23 và 24 tuổi. Bạn phải trải qua một lần vấp ngã về đường công danh, lại có đau sót về tình duyên, trái lại phần tài lộc được thịnh vượng. Từ 25 đến 28 tuổi, trong tuổi 25 nặng nhọc về phần trí não, mọi khía cạnh tình cảm, xã hội, cuộc đời đều ở trong mức độ bình thường, vào khoảng cuối năm lại gặp nhiều rủi ro, không được yên tâm. Tuổi 26 và 27 hai năm này bạn có nhiều thành công to lớn về công danh, sự nghiệp, nhưng chỉ có tính cách tạm thời và sẽ bị đổ vỡ sau đó. 28 tuổi, lại có nhiều cơ hội phát triển công danh, nhưng có nhà yêu trở ngại nghề nghiệp, hao tài, tốn của, lại có hoạn nạn thường xuyên. Từ 29 đến 32 tuổi, 29 tuổi, tạm vắng yên vui trên lãnh vực cuộc đời. 30 tuổi, năm có nhiều sôi động đặc biệt về đường tài lộc lẫn công danh, tình duyên lại khe khát hay xung khắc nghi kỵ, gia đạo không yên hòa. Tuổi 31 lại gặp năm rất sung kỵ, nhất là vào thu và đông nên cẩn thận và thận trong trong mọi công việc, có nhiều đổ vỡ đáng lo ngại, lại có đau buồn về con cái. 32 tuổi có thể phát triển được đôi chút và gây dựng được sự nghiệp, tạm lắng yên và bước đầu cho sự phát triển mạnh mẽ về công danh. Từ 33 đến 37 tuổi, 33 tuổi là tuổi thành công về đường tài lộc, nhưng lại có nhiều rối rắm trong gia đình, nhấn nhịn dàn xếp cho êm đè kèo làm thiệt hại đến danh dự, từ 34 đến 35 tuổi, lại phát triển mạnh, công danh, tài lộc lên cao như diều gặp gió, nên cẩn thận về con cái, đường công danh có triển vọng và gia đạo vẫn còn một vài khe khắt. Từ 36 đến 37 tuổi, số tuổi này thì bạn thành công ta tát, cuộc đời lên cao đến tột độ, nhưng bạn còn đau buồn về gia cảnh và có thể đem lại nguy hại đến cuộc đời hơn. Từ 38 đến 42 tuổi, số tuổi này bạn gặp may mắn nhiều hơn nữa, số cá nhân thì phú quý. Nếu lựa tuổi trùng hợp thì rất hay đẹp, nhưng nếu gặp tuổi xấu thì cũng khá giả xem tuổi vợ chồng và làm ăn có nói ở trên. Vào khoảng tuổi 38 và 39 có đau bệnh hay tai nạn cẩn thận vào những tháng 5 và 6 năm bạn 38 tuổi và 9, 10 năm 39 tuổi. Từ 40 đến 42 tuổi, gia đình, công danh sự nghiệp ở trong mức độ bình thường, cuộc sống và công danh có thay đổi quan trọng. Từ 43 đến 47 tuổi, khoảng tuổi này rất hợp cho sự phát triển sự nghiệp và công danh. Tuổi 44 và 45 hợp cho tình duyên và sự tha công về con cái. Tuổi 46 và 47 bạn được hưởng đầy đủ phúc đức của một con người nhiều hy vọng và triển vọng. Từ 48 đến 55 tuổi, khoảng thời gian này bạn có nhiều bệnh tật hay thường có lúc mà tâm trí không được bình tĩnh, tiền bạc ra nhiều thâu ít, nhất là vào số tuổi 52 đến 53, hai năm mà bạn ở vào số tuổi này không được may mắn lắm nên cẩn thận cho lắm trong mọi việc như gia đạo, công danh, sự nghiệp lẫn cuộc đời. 54 và 55 tuổi thận trọng tiền bạc, coi chừng sự nghiệp phải đổ vỡ vì gia đạo phá phách, ganh tị, phải sáng suốt trong vấn đề con cái luôn cả gia tộc, nhất là tình duyên. Từ 56 đến 60 tuổi, khoảng những năm 56 và 57 không hao tài tốn của thì phải có sự xa lìa gia cảnh, hay con cái bị hoạn nạn. 58 và 59, 60, những năm có phần yên tịnh về thể xác nhưng vấn đề tài lộc thường có những sôi động, nên cẩn thận trong những năm này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem kênh tử vi số mệnh. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những thông tin ý nghĩa này đến những người mình yêu quý nhé.